Lâm on cài cổ rụng nâng chùm rẹp xú, ớt lục lục xây nẹ nền cả nhà nâng bây mở tên ớt khá chê tì mấy trời. Ông, mình rương anh chế. Nâng sốc sốc phẹt dế lục ốc nhà đuông trái bỏ cá lờ Facebook thá. Prom priêng lên lạc khá ní chưa mũi lục ốc nhà. Chà, mình đang thà mình rương ở bây cợt làng nụ tế. Ây lấy dần tạm đán bồ mê lùm ớt tên ớt khá. Chứ chạy thá bây mất bật chết quá lục chung tiếu mà lý nà phẹt dế lục ốc nhà đuôn chai. Đà là mình xâm rõ sọ sát nâng bù cấy. Nông cá lụa phá lật tập hóa online nâng miền háng chê chả rần còn lành. Sắp tháng ngày ní lục chung tiếu căn tá rì châm rần, gói mục chung nuôn online. Rụt bó lục chung tiếu căn tá chục chí bằng cợt háng chê bần tọp nụ. Đòi lấy một nị bần tính. Bất chế thơ ối mình nụ chế chả rắn miền cạp nhập ơn. Cởi lục chung tiếu ban băng hoa xa mũi. Bạp ôi đăng thá, lục chung tiếu nâng lục ốc nhà đuông trái nâng lên lạc nề chạp bị thằng ngày này tỏ tư. Rướng ra ở vấy đài bẹp bón chứ mùi nâng lục ốc nhà đuông trái cứ mình tệ tốn chứ mùi nâng lục chung tiếu thiệt lời. Đòi nợ khăn nụ, khlâm xa tên sống bàn xa xế ôi đăng thá. Sốm buông mình bọn bà ôn tiền ọc nế, chúi tụt tụt đằng lử, chắp bị thằng ngày nít tỏ tử. Nên khá nhóm nâng đuông chai, bàn bồn priếng, lên lạc nế. Rụi rõ hơi, anh chẳng chắp bị bèl nít tỏ tử, ở quầy đài bẹ bón nâng đuông chai, hơi nâng cổ xa con, cứ bùng mến bẹ bón nâng nên khá nhóm tỏ tỉ tê. Sốm ọ côn. Đọc bấy khai đọc bí bì bòn một phầy. Đến Malina. Mình trâm tái cả bông hoa ní khăn nông kênh nạn ní Facebook lục chung tiêu nụ tì. Xôn bày tái Instagram có lục chung tiêu bông hoa đầy. Rối bí lục chung tiêu bàn bông hoa xa bẹp ní phliếm thơ ôi mùa hè chôn chia chấn bàn comment xuống ông bì. Mùl hát đèl. Lục chung tiêu nâng lục ốc nhá xâm ra chất lên lạc nếp bẹp ní. Thả tớ mê rương ở vầy cỡ lần. Tân tâm khả nền đi đáy, lục chung tiếu cứ mân toàn miền cả bằng hai nhỏ đằng nốt lời. Đời xa tái, ba nhà hà cổ xá nẹ ná có mân chóng ở kỳ đằng lời. Trong kiếng bà tè nẹ ná, plư bà tè nẹ nụ. Miền tái nẹ nơ khăn bà tè nốt tế đại đằng. Chà, nửa tháng ngày ní, bật chìa bà nhạc bà ơn mên tên bần tòa bì khôn lục chung tiếu mà lý nà. Đại chìa phẹt dế lục ốc nhà đuông trái bỏ cả lên lạc ní chư mùi năng lục ốc nhà. Mình đang thà một bì mùa hẹt ở vầy nụ tế. Mình đang thà cư chư rương bật đà rửa ọt bốn tái khi nhóm chư chạy thá bà gọt chư bật đôi xa tài cả bông hai ní. Mình mên sốc sốc chạy tài bông hai nụ lời. Bành hà cổ xá, đôi bị chạy lục thá trong kiêng bà tè nẹ ná, phà lưu bà tè nẹ nụ. Dường rông chăm mơ tiếng ọc ní, thà tờ, rương bật bạp ná. Hơi lục ọc nhà đuông chai, nâng bông hò xa, bần tò tiệt đà rửa ọt. Chà hơi tệ tôn nâng bồ mến đi đáy có xung bình chọc tại trâm này. Ai lấy dường nghiệp một tạm đán bồ mến chìa bần tỏ tiệt đáy tệ tôn tớ nâng. Chà hơi tệ tôn nâng bồ mến đi đáy có xung bình chọc tại trâm này. Ai lấy dường nghiệp một tạm đán bồ mến chìa bần tỏ tiệt đáy tệ tôn tớ nâng. Trong đăng tế, là án bố công bông tay lập ấy đò ạt công bắn nâng cù ôi khái. Cứ mến ti tắng thật nữ ấy. Chà thà tớ nơi ai nà nút ai lấy dường tạm đán bồ mến lâm ất tiền ở khỉa. Bần tốt bí nẹ bà bà bần đánh xung cung Facebook chia chả ấn nè bèl thamay ní bà nôm khá nế bằng hò chạy ôm lệch bồng bến. Bí tì tăng là áng búa đò ạt cầm bằng mùi cầm lánh. Chế bị xét mên châm lạc búa nẹ kỳ riêng. Đò thông thống nơi khăn ông bí. Đò sáng xung ngọp xung ảnh. Bồm tiếng mên tực thả lép trò chạy xếp của ôi khlánh. Mình tài bồn nó, trở bán mùa hà chôn chia chả ấn bàn xu nôm thả. Tớ tì tăng ní nơi ai nà. Khẹt nà đáy, đôi xa bụi kê khớ nhẹ bông hò tèng nút, đạc thà. Con lánh ạt cầm bằng thầm ấy tơ bà rô khơn, hơi nôm khá nế cực thà, bà hơi chiếc nơi bà tế cầm bụi chế hơi. Chết đánh cồi bì miền xâm núi chế chả ấn, bán xa xua rột tì tàng kháng lờ ní trời bàn cống nẹ sao chú riếu, rột rụp hẹp tèng nỉ. Tớp đằng thá, cứ mình mến thật khá nông bà tế cầm bụi chế dân tì. Cứ chế tì con lánh tê xí chó đó là bầy mũi sát thật nơi khăn ông cọc bà lý bà rô tê Ấn Độ nè dì. Bà tám kê hạ tùm bố. Trip ảy vô số, bàn bằng chạy thà. Tắc thay lẹn ní miền chung mũ thà. BG Gria Waterfall.
ឬគេហៅថាពូរ៉ាតាមាន់បាលីព្រោះកោះបាលីមានទឹកធ្លាក់ស្រស់ស្អាតជាច្រើនកន្លែងហើយទីនេះគឺជាតំបន់ទេសចរដ៏ពេញនិយមដែលលក្ខខ្លួនដ៏អាចកំបាំងមានបង្កប់ទៅដោយអបិយជំនឿនិងរឿងរ៉ាវព្រេងនិទានគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ចានេះគឺជាទីកន្លែងទេសចរដ៏ល្បីមួយនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការពីពេលថ្មីៗនេះមានបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនឆ្ងល់និងចង់ដឹងថាតើទឹកធ្លាក់នេះស្ថិតនៅឯណាពេលនេះការពិតត្រូវបានបង្ហាញហើយដោយទិដ្ឋភាពនេះគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនបងប្អូនរូបចម្លាក់សុទ្ធតែពស់តែម្ដងមានពស់តូចពស់ធំជាពិសេសមានពស់អ្នកក្រីទៀនដែលអ្នកខ្លះឃើញហើយថាគួរឲ្យខ្លាចព្រឺព្រួចមិនហ៊ានទៅលេងទេ អ្នកខ្លះក៏បែរជានិយាយថាពិតជាប្លែកណាស់ចង់ទៅឃើញផ្ទាល់ថាតើអស់ចាស់បែបណាទៅជុំវិញនឹងរូបភាពអស់ទាំងនេះត្រូវបានមហាជនចង់ដឹងថាតើវាគឺជារឿងព្រេងពស់ខ្លាចទៅជារូបចម្លាក់ឬក៏គឺជារូបចម្លាក់ដែលធ្វើឡើងដោយដៃមនុស្សប៉ុន្តែតាមមើលទៅរូបភាពអស់ទាំងនេះគឺមានអាយុកាលយូរណាស់មកហើយមិនមែនថ្មីៗនេះឡើយចាថាតើប្រិមិត្តណាខ្លះចង់ទៅលេងនោះអាចខមមិនខាងក្រោមបាន